được cùng nhau bên Chúa, thỏa lòng con ước mơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành phụng vụ Chúa Nhật tuần thứ hai mùa thường niên 5A. Chúng ta thấy mùa thường niên, quý cha dâng thánh lễ mặc áo màu xanh. Màu xanh nói lên màu của sự sống của những lá cây. Màu xanh nói lên niềm hy vọng. Và như câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu Ngài ví von, Ngài là cây nho và tất cả chúng ta là cái cành nho, Chúa là thân nho, chúng ta là cành nho. Mà cành nho đó muốn tươi tốt, nó muốn xanh tốt, thì cái cành nho đó buộc phải gắn liền với thân nho để đón nhận cái nhựa sống. Và đời sống của chúng ta cũng như vậy, muốn xanh tươi, muốn tươi tốt, nhất là trong một năm mới sắp tới, chúng ta luôn gắn bó với Chúa trong niềm tin, trong lòng yêu mến. Và đồng thời trong đời sống của chúng ta được mời gọi sống cái niềm tin khi chúng ta được đón nhận tình yêu của Chúa. Và như lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi trở nên lời giới thiệu về Chúa cho người khác, không chỉ bằng lời nhưng mà còn chính bằng đời sống của chúng ta, một đời sống thấm nhuần tình yêu thương, để chúng ta trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng ta cũng hiệp ý với những người xin dâng lễ tạ ơn và xin ơn bình an, xin đi đường được bình an, cầu nguyện cho các linh hồn do Akim, Anna, hai linh hồn Mikae, hai linh hồn Maria, Giuse, Catarina, Anna, Augustino, Alfonso, dỗ linh hồn Francisco, linh hồn tin nhân, các linh hồn thai nhi và các linh hồn, và tất cả những ý nguyện chúng ta muốn dâng cho Chúa trong thánh lễ chiều hôm nay. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, ơn dưới thế cho người thiền tâm. Chúng con chịu tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời,
là Chúa Cha toàn năng. Còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chí Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Người bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cóp về cho người, và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thân ý Ngài. Tôi hằng chống đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi, khiến tôi mở miệng xưng bài ca xin hát kinh Ngài. Đây bài ca, một bài ca mới. Chúa đâu thính gì phẩm vần
vai lê. Nhưng Ngài đã mở tay tôi, Chúa đâu có đòi lễ toàn thiêu hay lễ xa tội. Con liền thưa, này con xin đến. Sẵn ghi rõ ràng những lời về con đó, con tìm ý Ngài vâng theo. Kính thân Chúa Trời, Chúa của con, bao ơn rơi Ngài, đây lòng con hằng luôn u ám. Đứng công chính Ngài, khấn nguyện truyền giáo mai trong ngày nhóm hội con dân. Kính xin Chúa Trời chứng nhận cho, vì Chúa biết rằng môi miệng con nào đâu im tiếng. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và ông Sốthênê là người anh em của chúng tôi. Kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến là phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, không biết là đang hiện diện trong nhà thờ chúng ta đây có anh chị nào làm cái nghề gọi là quảng cáo, hay là có một cái trách nhiệm ở trong một cái công ty để rồi quảng cáo, giới thiệu những cái sản phẩm của công ty của mình cho mọi người được biết. Và dĩ nhiên muốn quảng cáo về một cái sản phẩm nào đó thì cái người chịu trách nhiệm đó phải nắm rất là rõ từng ly từng tí, và có một cái bộ phận gọi là tư vấn cho khách hàng. Thí dụ như khách hàng mua cái sản phẩm đó không có biết nó sử dụng làm sao, hay là có cái thắc mắc gì thì có một cái line điện thoại nóng, ai muốn cần hỏi gì điện thoại vào đó, thì những người có cái trách nhiệm phải trình bày, phải giới thiệu, phải nói một cách rành rọt, dễ hiểu, rồi cho khách hàng có thể nắm vững được cái, biết được rõ cái sản phẩm mình sử dụng. Và ngày hôm nay khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy những cái bảng quảng cáo có khi người ta vẽ, người ta in rất là lớn ở trước mặt mình đó, cứ đi qua đi lại, cứ đập vào mắt của mình. Hay là đọc báo chí có những trang mà chúng ta thấy những cái phần quảng cáo đôi khi nó còn dày hơn là cái phần mà chúng ta cần đọc. Rồi khi coi tivi, coi tivi đang coi đá banh thì đang coi những cái chương trình, thì một cái đoạn quảng cáo nhảy ra, này nọ kia, sản phẩm này sản phẩm kia. Có người cũng không có thích khi mà xem đang hấp dẫn nhảy cái quảng cáo. Thôi thì đó là cái chuyện của người ta, đó là một cái nghệ thuật, người ta nói là nghệ thuật trình bày, mà có cả một ngành chuyên môn về marketing, về CEO, về những cái chuyện quảng cáo, giới thiệu những cái nghệ thuật để nói chuyện, để thu hút, cái nghệ thuật đàm phán của người ta. Người ta cần phải học để người ta có thể nắm vững những điều đó. Tuy nhiên giữa một người quảng cáo về sản phẩm với thực chất sản phẩm đó nó như thế nào thì đôi khi nó cũng cần phải có một cái thời gian để xét lại. Ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hóa ngay từ khi còn trong lòng mẹ, đã được ủy thác cho một cái sứ mạng rất là cao cả và quan trọng cùng vô cùng, đó là làm vị tiền hô dọn đường và giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Tuần vừa rồi chúng ta được chứng kiến ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa sám hối cho Chúa Giêsu, và hôm nay chúng ta lại nghe ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho tất cả mọi người được biết. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Con chiên rất là quen thuộc với người Do Thái. Ngày xưa trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê rằng lúc đó dân Do Thái đang bị nô lệ ở bên Ai Cập, đó là đêm hôm vượt qua, mỗi gia đình giết một con chiên và lấy máu bôi lên cái khung cửa con, và thiên thần được lệnh Thiên Chúa đi vào trong đất Ai Cập. Nhà nào mà có máu của con chiên bôi ở khung cửa đó là nhà của người Do Thái, còn nhà nào không có máu bôi ở khung cửa đó là nhà của người Ai Cập, và được lệnh giết con đầu lòng từ loài người cho đến loài vật ở trong gia đình đó. Và sau cái biến cố đó thì Pharaon mới đồng ý cho dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và cứ hàng năm người Do Thái họ nhớ đến cái ngày lễ này, và đó là một ngày lễ rất là lớn, gọi là lễ vượt qua của người Do Thái. Họ có cái nghi thức giết chiên, nhớ lại và dâng cái con chiên đó, một cái hy tế cho Thiên Chúa, và nhờ cái máu của con chiên, nhờ cái con chiên đó mà họ được giải thoát ra khỏi Ai Cập. Và hôm nay chính Chúa Giêsu, Ngài là chiên Thiên Chúa. Ông Gioan Tẩy Giả được ơn của Chúa Thánh Thần, được ơn của đấng sai ông đi làm phép rửa, đã nhận ra Chúa Giêsu, Ngài là chiên Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Ngài là con chiên tinh tuyền, con chiên vô tội. Và chúng ta biết vào ngày thứ sáu hàng tuần và đúng lúc 3 giờ chiều chúng ta đọc kinh lòng Chúa thương xót, đó là giờ mà Chúa Giêsu Ngài chịu chết ở trên cây thánh giá.
và đó cũng là giờ mà người Do Thái họ giết chiên ở trong đền thờ để sát tế, để dâng của lễ con chiên đó cho Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài trở nên con chiên của Thiên Chúa, Ngài đã chịu chết, Ngài đã chịu chết trên cây thánh giá, Ngài đã hiến tế dâng của lễ lên cho Thiên Chúa Cha để trở nên ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu là đấng xóa bỏ tội trần gian. Ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu thì chỉ là mới mang cái phép rửa sám hối thôi. Và chính ông Gioan Tẩy Giả cũng nói rằng tôi thì chỉ có làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, đấng ấy sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Chính Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, Ngài đã ban cho chúng ta ơn cứu độ, Ngài ban cho chúng ta các bí tích, trong đó có bí tích rửa tội là tha thứ tội lỗi cho chúng ta và trả lại địa vị làm con Thiên Chúa cho chúng ta. Rồi qua bí tích hòa giải khi chúng ta đi xưng tội, chính Chúa xóa bỏ tội cho chúng ta. Có niềm vui nào cho bằng niềm vui được ơn tha thứ? Trúng số thì chắc cũng vui, nhưng mà được ơn tha thứ của Chúa còn vui hơn gấp bội. Bởi vì chúng ta được ơn tha thứ, khi chúng ta bước vào tòa giải tội, lòng chúng ta cũng nhiều lo lắng, nhiều cái sự nặng nề, cái lo âu. Nhưng mà khi bước ra khỏi tòa, lòng chúng ta nhẹ nhàng, phơi phới, hân hoan vì chúng ta được ơn tha thứ của Chúa. Có niềm vui nào được chính Chúa tha thứ cho chúng ta? Và đặc biệt qua bí tích thánh thể mà ông bà anh chị em đến nhà thờ tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận bí tích thánh thể, đó là nguồn lương thực của Chúa trao ban, nâng đỡ và chữa lành, nuôi sống chúng ta. Trước khi chúng ta lên rước lễ thì chúng ta có một cái lời kinh mà lặp lại 3 lần lời giới thiệu của ông thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúng ta lặp lại 3 lần như vậy. Và khi quỳ xuống, linh mục nâng cao mình Thánh Chúa lại một lần nữa mời gọi chúng ta: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúa xóa bỏ tội trần gian cho chúng ta, Chúa xóa tội cho chúng ta, và đồng thời Chúa còn ban ơn, Chúa nâng đỡ cho chúng ta trong đời sống. Ông thánh Gioan Tẩy Giả trở nên lời giới thiệu về Chúa Giêsu cho người khác không chỉ bằng lời, nhưng mà còn bằng chính đời sống của Ngài, bằng sự khiêm tốn. Trong tin mừng cho chúng ta biết, ông thánh Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, anh châu chấu uống mật ong rừng. Rồi ông thánh Gioan Tẩy Giả sống khiêm tốn. Một lần các môn đệ về thưa với ông thánh Gioan Tẩy Giả rằng cái người mà thầy làm phép rửa cho, tức là nói về Chúa Giêsu, cái người đó bây giờ cũng đi làm phép rửa và có rất nhiều người đang đi theo ông ấy, giống như về mét với ông thánh Gioan Tẩy Giả. Và thánh Gioan Tẩy Giả nói: người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi. Chúa phải lớn lên ở trong lòng của mình còn mình phải nhỏ đi. Nhưng mà nhiều khi mình làm ngược lại, mình thì to vô cùng, Chúa thì có chút xíu thôi. Và ông thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của Ngài. Khi đã làm chứng cho sự thật, làm chứng cho đời sống hôn nhân gia đình, khi ông vua Herode muốn lấy vợ của anh của mình, ông Gioan Tẩy Giả không có sợ nói với ông vua, mà ai cũng sợ ông vua hết, nhưng mà ông thánh Gioan Tẩy Giả đã nói với ông vua rằng không được làm cái điều đó, bởi vì Chúa không có muốn như vậy, và Chúa muốn cho tất cả mọi người sống chung tín, chung thủy trong đời sống hôn nhân gia đình. Và chính vì thế mà Ngài đã bị chết, Ngài đã bị xử trảm vì một cái lý do: Ngài nói cái sự thật, Ngài bị bắt giam vào trong tù và chịu chết vào ngày sinh nhật của ông vua Herode. Kính thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa, chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta cũng được tháp nhập vào sứ mạng làm chứng và trở nên lời giới thiệu về Chúa cho người khác. Để được như vậy, giống như các nhà về kinh tế, các nhà về làm quảng cáo thì phải được học. Mỗi người chúng ta cần phải có lòng yêu mến Chúa và gắn kết với Chúa trong đời sống. Đó là cái nội lực cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể cho cái điều mà chúng ta không có. Chúng ta không thể nói về Chúa mà trong lòng mình chẳng có Chúa gì cả. Mình không à, Chúa thì có chút xíu thôi, mình thì rất là to. Nếu mà
chúng ta không thể cho cái điều mà chúng ta không có. Chúng ta muốn cho cái điều mà chúng ta có, đó là Chúa, thì trong lòng chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta cũng cần phải có Chúa, để cho Chúa lớn lên từng ngày trong đời sống của chúng ta, bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống tín thác, bằng đời sống xin vâng, bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa. Và như Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, các con là ánh sáng cho trần gian, và ánh sáng của các con phải chiếu rọi trước mặt mọi người, để mọi người nhận biết Cha của các con ở trên trời là Đấng Thánh. Chúng ta đang sống trong tuần lễ từ ngày 18 cho đến ngày 25 tháng Giêng một này. Đó là tuần lễ được gọi là cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất. Các Kitô hữu là gồm có người Công giáo chúng ta, rồi có anh em chính thống giáo, anh em Tin lành, anh em Anh giáo. Đó là những anh chị em luôn tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì nhiều lý do, vì lịch sử đã có sự phân chia giữa những người cùng tin vào Chúa Kitô. Và chúng ta có tuần lễ này để cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Xin Chúa ban ơn tình yêu, sự hiệp nhất cho tất cả chúng ta, bắt đầu từ ở trong lòng của mình, rồi trong gia đình của mình, trong giáo xứ của chúng ta, trong môi trường chúng ta sống, rồi giữa các giáo hội cùng tin vào Chúa Giêsu, để qua đời sống yêu thương, qua đời sống hiệp nhất, qua đời sống hy sinh, qua đời sống phục vụ, chúng ta trở nên một lời giới thiệu về Chúa cho tất cả những người sống xung quanh. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu La Tô, chịu đóng đinh vào thánh giang, chiến và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, phép tăng vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chịu chết trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cách đồng truyền giảng ngày nay thật bát ngát bao la, đặc biệt là tại lục địa châu Á Mông Cổ này. Chúng ta hiện lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức được sứ mệnh loan báo tin mừng của mình và dựng chính đời sống theo ba mối phúc phận để giới thiệu Chúa cho những ai chưa hiểu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Sống an bình và hạnh phúc là ước mơ tha thiết của mỗi người đang bị diệt trên trái đất này. Chúng ta hiện thời cầu xin Chúa ban cho
Thiên Chúa nhậm lời chúng con. Nhưng Thánh Gioan tẩy giả, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng giới thiệu Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ tận tụy là cách tốt nhất để những người khác nhận biết Thiên Chúa chính là tình yêu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con không ngừng cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con chỉ tin tưởng cậy trông và phó thác cuộc đời trong bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa mà thôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cho đời con nên lễ dâng tình tuyền, này con dâng lên hy tế cảm tạ hồng ân Chúa ban. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để cả tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xin thương giúp công đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của người, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúa hôn tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thánh là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mừng và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mừng Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông vận mừng và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Luy và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn, xin ơn bình an cho tất cả chúng con trong suốt năm mới. Xin đi đường được bình an, xin ơn hiệp nhất. Cầu cho các linh hồn do A Kim, Anna, hai linh hồn Mikae, hai linh hồn Maria, Giuse, Catarina, Anna, Augustino, Alfonso, dỗ linh hồn Francisco, linh hồn tiên nhân, các linh hồn thai nhi và các linh hồn và tất cả những ý nguyện chúng con dâng cho Chúa trong thánh lễ chiều hôm nay. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa
chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì lực và vinh quang là của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời anh chị em ngồi một chút. Sau thánh lễ, xin mời anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 3 của giáo xứ. Trong tuần này chúng ta có những ngày cuối năm âm lịch, rồi năm mới, năm Canh Tý. Thì chương trình các ngày giờ lễ có trong bản tin này, nhưng mà cũng được thưa qua với anh chị em một chút. Ngày thứ 6 24 tháng 1 là ngày 30 Tết. Buổi sáng có một thánh lễ như thường lệ lúc 5 giờ, có cầu nguyện với lòng Chúa thương xót như thường lệ lúc 3 giờ chiều. Không có thánh lễ chiều lúc 5 giờ 45, thánh lễ giao thừa lúc 21 giờ, tức là 9 giờ tối. Sau thánh lễ, Đài Đức Mẹ có mở cổng để cộng đoàn đến cầu nguyện và xin lọc Đức Mẹ cầu đầu năm qua một cành hoa tươi. Ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết thì các giờ lễ giống nhau, có hai lễ, một lễ sáng 6 giờ và một lễ chiều 6 giờ, 6 giờ sáng và 6 giờ chiều cũng rất là dễ nhớ. Sau thánh lễ sáng ngày mùng 1 Tết thì chúng ta làm phép lọc lời Chúa, hái lọc chúc tuổi nhau và nâng ly rượu mừng xuân mới tại sân nhà thờ. Cũng là ngày lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại của bổn mạng của ban giáo lý. Và cách riêng xin được lưu ý anh chị em, năm nay mùng 2 Tết rơi vào ngày Chúa Nhật thì chúng ta dồn lại như thưa có hai lễ thôi, lễ 6 giờ sáng và 6 giờ chiều. Ta cố gắng sắp xếp đi lễ. Và chúng ta lưu ý vì trùng với ngày Chúa Nhật là bắt buộc chúng ta tham dự thánh lễ. Dĩ nhiên là những ngày đầu năm chúng ta vẫn cố gắng sắp xếp đi lễ, nhưng mà nhiều khi vì lý do này lý do kia cũng hỏi thưa cha con bỏ lễ có làm sao không, có lỗi nặng hay không, thì đó là Chúa xét. Nhưng mà đang nói là ngày đầu năm chúng ta cố gắng sắp xếp để đến với Chúa. Đầu xuôi thì đuôi lọt, ta luôn ý thức đời sống mình gắn kết với Chúa, không có Chúa là chịu thua, không có Chúa là không làm được gì cả. Cho nên anh chị em ý thức ngày đầu xuân, ngày đầu năm rất là quan trọng. Chúng ta đến với Chúa, và đặc biệt năm nay trùng với ngày Chúa Nhật là bắt buộc chúng ta tham dự thánh lễ. Xin anh chị em lưu ý. Rồi sau thánh lễ sáng của ngày mùng 2 Tết, chúng ta có chúc thọ cho các bậc cao niên, và ngày mùng 3 Tết thánh hóa công ăn việc làm. Chương trình bác ái mùa chay ngày thứ 5 27 tháng 2, ngày thứ 6 28 tháng 2, tức là chúng ta đi đến các anh chị em đồng bào Stiêng và Mơ Nông có trong bản tin này. Ngày thứ 4 26 tháng 2 là lễ tro, thì chúng ta sau lễ tro chúng ta đi ngay. Chúng ta sẽ đóng góp nhu yếu phẩm quần áo mới và hiện kim, liên hệ và đăng ký chuyến đi với quý anh chị có tên và có số điện thoại trong bản tin này. Những gì vừa mới thưa có trong bản tin anh chị em nhận về và đọc lại. Và cuối cùng xin được giới thiệu với quý bạn chị em có quý sơ dòng Biển Đức ở trên Bảo Lộc, Lâm Đồng có bán những cái sản phẩm vùng miền như là cà phê, mật ong, trà, gạo lứt, ngũ cốc, bánh mè, kẹo me, phấn hoa. Hôm nay giống như quảng cáo giới thiệu mà thôi, trong cái tình hiệp thông và huynh đệ, quý sơ những cái sản phẩm này là nhà làm cho nên cũng bảo đảm và cũng phù hợp cho chúng ta dùng. Và nhất là trong dịp Tết này, xin quý ông bạn chị em mua ủng hộ quý sơ để quý sơ có quỹ để lo phục vụ, nhất là cho các anh chị em đồng bào ở trên vùng cao nguyên. Xin cảm ơn quý ông bạn chị em và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.